Mọi người đến với channel của mình là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, tức là máy đo độ ồn Tenmat TM103 được phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên các bạn ha. Và sản phẩm này được xuất xứ trực tiếp tại Đài Loan. Tenmat TM103 là thiết bị đo âm thanh độ ồn cao cấp của Tenmat, hàng sản xuất các thiết bị đo đồng hồ đo giá rẻ. Tenmat TM103 được thiết kế nhỏ gọn vừa tay, máy đo độ ồn 2 tiếng ồn trong nhiều môi trường như bệnh viện, trường học, văn phòng làm việc, công trường, khảo sát tiếng ồn trong nhà máy sản xuất, kho xưởng. Máy đo tiếng ồn TM103 được Tenmat trang bị màn hình LCD lớn, thang đo từ 30 đến 130 decibel, cho phép kết nối với máy tính lưu trữ dữ liệu lên đến 14.000 record. Máy đo độ ồn Tenmat 103 hiển thị dưới màn hình LCD lớn dễ xem, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61672 thai 2, 3 thang là thấp, trung bình và cao. Tự chuyển thang đo, kết nối máy tính phân tích và lưu dữ liệu đo, đèn màn hình sáng, chế độ xem là map, min, data và hold, kết nối USB. Đặc tính kỹ thuật máy đo độ ồn của Tenmat TM103, đo cường độ tầm đo là 35 đến 130 decibel, chia làm hai khoảng đo cho phép 30 đến 80 decibel, 50 đến 100 decibel và 80 đến 130 decibel. Độ phân giải là 0,1 decibel, tự chuyển động tầm hoặc chọn bằng tay. Độ chính xác theo chuẩn IEN 61672 loại 2 cộng trừ 1,5 decibel, tầm tần số là 3,1,5 đến 8.000 Hz. Hiển thị màn LCD 18mm 3/1/2 chữ số kèm theo đèn nền, chuẩn microphone 0,5 inch. Chức năng tự động tắt nguồn, lấy giá trị map min, tự chuyển động tầm, giữ giá trị đo. Chức năng data lưu giữ 14.000 lần. Ngõ ra đầu cắm âm thanh 3,5mm, kết nối USB, kích thước là 280x56x32mm, khối lượng là 290g, nguồn pin 9V DC, nhiệt độ, độ ẩm hoạt động là từ 0 đến 50 độ C, dưới 90% RH, cung cấp